sử cũ chép lại rằng người Lạc Việt của Hùng Vương và người Tây Âu họ Tục vốn từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế văn hóa gần gũi. Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Tần năm 215-208 trước Công nguyên càng củng cố và nâng cao uy tín của Thục Phán không những trong người Tây Âu mà cả trong người Lạc Việt. Nhanh lên. Được về gia đình nhà mình rồi. Nào khẩn trương lên cháu. Kéo bên đây lên nào. Nào mang đèn lồng lên cái mái nào. Cuối cùng chúng ta cũng được về nhà rồi. Gần 10 năm trời phải sống trong rừng sâu tránh giặc quả là cực khổ. May mà có thủ lĩnh họ Thục tài giỏi mưu trí nên đã lãnh đạo quân ta chiến thắng quân Tần đấy. Đúng đó bà con ạ. Người Tây Âu và Lạc Việt chúng ta vốn đã có mối quan hệ gần gũi từ lâu, trải qua cuộc chiến tranh chống quân Tần lại càng khăng khít hơn. Cuộc kháng chiến chống quân Tần đã giành thắng lợi. Thục Phán quả là đấng anh hùng đa mưu túc trí, tài giỏi hơn người. Thưa bệ hạ, quả đúng là như vậy à. Họ Thục có dũng lại có mưu nên các tướng lĩnh đều rất nể phục, nhất là sau chiến thắng quân Tần, trăm dân đều ngợi ca tài năng kiệt xuất của Thục Phán. Ta nay tuổi cao sức yếu, tự thấy không đủ sức đảm đương việc nước. Ta muốn Thục Phán thay ta tiếp tục cai trị đất nước. Thưa bệ hạ, nước Văn Lang ta đến nay đã trải qua 18 đời vua, sao có thể để họ Thục vốn là người ngoại tộc cai trị dân chúng được ạ? Khi Thục Phán lên ngồi, Tây Âu và Lạc Việt được hợp nhất làm một, nước ta sẽ được mở rộng lãnh thổ, dân đông quân mạnh, chẳng phải là một việc tốt hay sao? Bẩm bệ hạ, từ ngàn xưa đã có những đấng hiền quân luôn lo nghĩ cho thiên hạ. Nay bệ hạ theo gương tiền nhân mến tài Thục Phán và trao quyền trị vì, thiên hạ ắt sẽ thái bình thịnh trị. Chúc Thục Vương trăm năm trường thọ. Chúc Thục Vương trăm năm trường thọ. Bà con hãy đứng lên đi. Ta cảm tạ tấm lòng của các Lạc hầu, Lạc tướng và bà con dân chúng. Ta cũng như các vua hùng thuở trước, một lòng mong muốn muôn dân trăm họ có được đời sống ấm no, ổn định, đất nước phát triển phồn vinh. Năm Giáp Thìn 208 trước Công nguyên, Thục Phán lên ngôi, xưng hiệu là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa, mở đầu một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc.